Xin chào các bạn đã quay lại video tiếp theo của mình. Hôm nay mình giới thiệu thiết bị đo mức Level Switch của hãng Enredhauser. Cái model là Lewis Hand FTL31. Đây là số serial number. Các bạn tải ứng dụng Enredhauser Operation để kiểm tra số serial này có phải là hàng chính hãng hay không. Các bạn nhập số serial number. Ok, như vậy sensor là hàng chính hãng. Bên trong nó gồm có sách hướng dẫn. Cái dắt đấu dây điện loại van led. Đây là hình dáng bên ngoài của sensor. Bên trong nó có cái switch chỉnh. Trên thân sensor nó có ghi các cái thông số cơ bản. Như là nguồn cấp 10 đến 30V DC. Cái dòng điện maximum là 200 mA. Cái ngưỡng làm việc của đầu dò bên trong chất lỏng là âm 40 độ C đến 100 độ C. Cái ngưỡng nhiệt độ bên ngoài môi trường là âm 40 độ C đến 70 độ C. Cái áp suất maximum là 43. Cái đầu dò này có IP65. Trên đầu dò nó có cái ron. Chiều dài là 38. Cái đầu ren này là 1/2 inch. Kích thước cái đầu dặn là 31.6. Các bạn dùng cờ lê 32 mm để dặn. Đây là các loại đầu dò được thiết kế sản xuất. Đây là cái jack đấu dây loại van led.
Đây là sách hướng dẫn lắp đặt và đóng nối. Đây là các cái thành phần bên trong van plus. Đây là loại sensor 3 giây BNB. Nó có 4 chân là chân 1, chân 2, chân 3 và chân nối đất. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn đấu nối. Cái ngõ ra output mình sẽ đấu với cái đèn. Mình sẽ đấu 3 giây, 2 giây cấp nguồn và 1 giây output. Đây là sơ đồ đấu nối của VanLust. Nó có hai chế độ hoạt động, chế độ min và chế độ max. Mình sẽ đấu theo chế độ min. Chân lực cộng đấu vào số 2, chân lực trừ đấu vào số 1, chân out đấu vào chân số 3. Tiếp theo các bạn gắn vào sensor. Sau đó các bạn dặn ốc lại. Tiếp theo mình đấu cái chân output vào cái đèn. Đây là sensor sau khi mình đấu nối xong. Bây giờ mình sẽ bật nguồn lên. Khi các bạn cấp nguồn, cái đèn màu xanh nó sáng. Bây giờ mình lấy chậu nước để test. Bây giờ mình sẽ bỏ vào chậu nước. Các bạn thấy cái đèn màu vàng, output nó on. Nên cái đèn nó sáng. Cái đèn output màu vàng nó tắt, cho nên cái đèn nó off. Nếu các bạn lắp cái đầu dò chạm vào thanh bể thì tín hiệu nó vẫn on. Đây là các cách lắp đặt đầu dò. Đây là hình ảnh lắp đặt sensor thực tế trên đường ống.
Video giới thiệu đầu dò Level Switch của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay, nhớ nhấn like và subscribe kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.